Không ngờ người cha này mới gặp con gái lần đầu tiên đã dùng tay moi tim của con gái ra. Sau khi hoàn thành việc biến thân, hắn đã biến trái tim thành một viên ngọc và đặt lên trán con gái. Chỉ thấy cô gái dường như đã thức tỉnh một sức mạnh nào đó. Sau đó, người cha quái ác đã quay lưng rời khỏi nhà, chuẩn bị nuốt chửng cả thế giới. Mẹ của cô gái cũng muốn tham gia nhưng không ngờ lại bị ác quỷ làm một đường cơ bản bẻ cổ như bẻ cổ gà. Hơi thở của cái chết bắt đầu lan rộng, sinh linh lầm than, cỏ cây không còn sống sót. Cả thế giới đang gặp nguy hiểm, số phận của nhân loại sẽ ra sao? Hãy cùng xem câu chuyện hôm nay. Cô gái tên là Dây Chờ, vào một buổi sáng, cô ấy đã lên xe buýt để đến trường. Một tên côn đồ đang tìm cơ hội để động tay động chân với Dây Chờ. Nhưng một anh chàng hot boy trường đã nhận ra cảnh này và dũng cảm đứng ra ngăn chặn cuộc xung đột tiềm tàng. Nhưng sức mạnh của tên côn đồ vượt xa sức tưởng tượng, hắn ta đã đấm ngã hot boy trường và nói những lời xúc phạm với Dây Chờ. Dây Chờ nhìn chằm chằm vào tên côn đồ rồi quay mặt đi, trong lòng thầm nghĩ thằng khốn. Mặt đen tối trong lòng cô đã sớm sục sôi như một con thú tiềm ẩn. Quay lại trường, Dây Chờ muốn bày tỏ lòng biết ơn với hot boy trường nhưng lại nhận ra anh ta chẳng hề để ý đến cô. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị đối xử lạnh nhạt như vậy, bởi vì cô là một kẻ lập dị trong mắt mọi người, là một nhân vật nức tiếng khắp vùng vì những hành động kỳ quặc của mình. Mỗi khi đêm xuống, Dây Chờ lại bị cuốn vào cơn lốc của giấc mơ. Trong mơ cô thấy ba người đang biểu diễn trên không trung, nhưng một người đã không kịp bắt lấy đồng đội, dẫn đến cả hai cùng rơi xuống. Mỗi khi tỉnh dậy từ giấc mơ, mẹ cô luôn kịp thời đến bên cạnh, an ủi và động viên cô. Thế nhưng, cửa phòng của Dây Chờ lại treo đầy thánh giá, nhưng những cây thánh giá đó cũng sắp không còn đủ sức chống đỡ được nữa. Những người hàng xóm xung quanh cũng bị tra tấn đến mức không chịu nổi bởi những tiếng kêu thất thanh của Dây Chờ mỗi đêm. Hầu như chẳng ai thích cô gái kỳ quặc này. Một ngày nọ, sau khi tan học, Dây Chờ trở về nhà như thường lệ, nhưng bất ngờ phát hiện một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và đe dọa mẹ cô. Người đàn ông tuyên bố rằng mẹ của Dây Chờ không phải là mẹ thật của cô, mà Dây Chờ cũng không phải là một cô gái bình thường. Dưới sự cầu xin của mẹ, bà liên tục bảo Dây Chờ hãy nhanh chóng chạy trốn khỏi đây, nhưng vừa dứt lời, bà đã bị ăn một viên kẹo đồng chí mạng. "Đi theo tôi nào." Thấy cảnh tượng này, cơn giận dữ và nỗi sợ hãi trong Dây Chờ bùng phát ngay lập tức. Cô đã giải phóng sức mạnh đen tối tiềm tàng trong cơ thể, một phát đánh gục người đàn ông, sau đó nhanh chóng trốn thoát khỏi nhà. Sau đó Dây Chờ đến bến xe, nhưng cô không biết nên đi đâu. Lúc này, trên màn hình chiếu động hiện lên dòng chữ Detroit. Thế là cô đã dùng toàn bộ số tiền còn lại để mua một vé đi Detroit. Khi đến nơi, cô đã cháy túi không còn đồng nào trên người, đành phải tìm đến một trạm cứu hộ cư trú dành cho người lớn. Mặc dù đang ở trong trạm cư trú, nhưng Dây Chờ vẫn cảm thấy rất cô đơn. Không lâu sau, một người phụ nữ đã chủ động tiếp cận Dây Chờ, bày tỏ mong muốn dẫn cô đến một nơi trú ẩn dành riêng cho thanh thiếu niên và giải thích rằng cô ta cũng đã từng trải qua những điều tương tự. Tuy nhiên, khi hai người đi đến một con hẻm vắng, Dây Chờ cảm thấy một cảm giác bất an đang bao trùm. Nhân cách đen tối trong cô nhắc nhở rằng cô ta đang nói dối, hãy nhìn sau lưng đi. Khi Dây Chờ quay đầu lại, quả thực có những kẻ không mời mà đến đang bám theo. Một chiếc xe gần đó phát ra ánh sáng le lói. Dây Chờ không dám lại gần, mọi thứ trước mắt như đang báo hiệu một mục đích đen tối nào đó không thể nói ra. Dây Chờ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trong không khí, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Người phụ nữ này trông rõ ràng không phải là một người tốt. Nhân cách đen tối bên trong cô báo động rằng mối nguy hiểm sắp ập đến. Vì vậy, Dây Chờ đã quay người chạy trốn, nhưng người phụ nữ đó vẫn theo sát phía sau. Sau đó Dây Chờ đã tìm thấy một viên gạch bên đường. Trong khoảnh khắc này, Dây Chờ đã nhanh trí ném vào xe cảnh sát. Cú ném này không chỉ giúp cô có cơ hội thoát thân mà còn tạo ra một rào cản giữa cô và mối nguy hiểm tiềm tàng. Cuối cùng, Dây Chờ đã được đưa đến đồn cảnh sát. Đối diện với những câu hỏi, cô đã chọn im lặng cho đến khi Đích xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Sự xuất hiện của anh như một tia chớp, chiếu sáng góc tối trong lòng Dây Chờ. Đích chính là chàng trai mà cô mơ thấy mỗi đêm. Cô đã kể cho Đích về giấc mơ của mình và cầu xin anh giúp đỡ. Ban đầu, Đích cho rằng tất cả chỉ là một trò đùa, nhưng khi Dây Chờ miêu tả chi tiết về giấc mơ, biểu cảm của anh bỗng trở nên nghiêm túc. Hóa ra, cặp đôi bí ẩn trong giấc mơ chính là cha mẹ của Đích. Dây Chờ và Đích như thể được định mệnh sắp đặt để gặp nhau. Anh nhận ra rằng có khả năng ai đó đã âm thầm lập kế hoạch cho mọi chuyện này. Dây Chờ trong cơn kích động đã tiết lộ rằng có người đã giết mẹ cô, điều này càng làm Đích quyết tâm hơn trong việc điều tra rõ những điều này. Sau khi ghi lại tên và địa chỉ mà Dây Chờ cung cấp, anh hứa sẽ kiểm tra thông tin. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, Dây Chờ cần phải ở lại đồn cảnh sát. Nhưng kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi. Chẳng bao lâu sau, một viên cảnh sát đã bước vào và nói rằng sẽ đưa Dây Chờ đến một trại thiếu niên. Sau khi xác nhận, Đích phát hiện lời nói của Dây Chờ là sự thật, đúng là có chuyện như vậy. Dưới sự nhắc nhở của nhân cách đen tối trong cô, Dây Chờ cũng nhận ra rằng người tự xưng là cảnh sát đó thực ra là kẻ giả mạo. Nhưng dù vậy, cô không thể chống cự nổi trước người đàn ông lực lưỡng trước mắt. Khi kim tiêm được tiêm vào cổ cô, Dây Chờ đã mất đi khả năng chống cự. Khi Đích đến nơi, anh chỉ kịp thấy hai bóng người rời đi. Nhận ra tình hình khẩn cấp, Đích nhanh chóng hành động để truy đuổi chiếc xe cảnh sát kia. Khi Dây Chờ mở mắt lần nữa, cô phát hiện mình đã bị trói chặt trên một chiếc ghế và kẻ gây ra chuyện này chính là người đã cướp đi mạng sống của mẹ cô. Người đàn ông này khẳng định rằng hắn không phải là kẻ xấu, chỉ khi nào mạng sống của Dây Chờ kết thúc, nhân loại mới có thể đón nhận sự bình yên thật sự. Khi người đàn ông này chuẩn bị hành động, Đích đã xuất hiện kịp thời và ngăn chặn thảm kịch xảy ra. Theo kế hoạch ban đầu, người đàn ông này định ẩn núp sau cánh cửa để tấn công bất ngờ, nhưng Dây Chờ sau khi bị kích thích đã đánh thức nhân cách đen tối tiềm ẩn trong cơ thể mình. Hắn ta bị sức mạnh đen tối điều khiển, sau đó Dây Chờ tức khắc xuất hiện ngay trước mặt hắn nhanh như chớp.
sức mạnh bóng tối từ từ thấm vào, chiếm lấy cơ thể dây chờ, rồi hóa thành một đám khói đen dày đặc, nhanh chóng tràn vào mũi của người đàn ông. Khi đích mở cửa vào thì người đàn ông đã chết nằm còng queo ở đó không động đậy, còn dây chờ hoàn toàn không biết điều gì đang xảy ra. Bối cảnh bí ẩn của cô gái đã làm cho toàn bộ sự việc trở nên khó hiểu và rối rắm hơn. Đích ý thức được khi đứng trước một tình huống phức tạp như vậy, anh cần phải hành động ngay lập tức. Vì vậy, anh tạm thời đưa dây chờ đến ở nhờ nhà một người bạn mà anh tin tưởng để tìm nơi ẩn náu an toàn, đồng thời tìm cách giải quyết những bí ẩn này. Máy quay chuyển cảnh, trong lúc ngọn lửa và khói đen bùng cháy, một người phụ nữ da màu có mái tóc đỏ rực đang cầm bức ảnh của dây chờ. Ánh mắt cô ấy tràn đầy quyết tâm, không hề dừng lại dù chỉ một giây, cô ấy lập tức quay lưng bước đi một cách kiên quyết, đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Tất cả những chuyện này bắt nguồn từ một cuộc xung đột không thể đoán trước. Việc dễ dàng nổ súng vào một siêu năng lực có khả năng điều khiển ngọn lửa rõ ràng là một khởi đầu cực kỳ ngu ngốc. Không chỉ không thể giết được cô ấy mà còn kích hoạt năng lượng tiềm ẩn trong người phụ nữ tóc đỏ. Chỉ trong chốc lát, đôi mắt cô ấy đã phát ra ánh sáng xanh, ngọn lửa như sóng biển lan tỏa khắp cơ thể, ngay cả tóc cũng bùng cháy. Đến khi ngọn lửa dịu lại, mọi thứ trở về bình yên, người phụ nữ đứng ngây người nhìn bàn tay mình, trong khi nạn nhân trước đó thì đã bị thiêu thành tro. Và điều càng gây lú là cô ấy hoàn toàn không hề hay biết về thân phận của mình. Sáng nay khi tỉnh dậy, cô ấy mới phát hiện ra người tài xế bên cạnh đã qua đời từ lâu, nhưng trong ký ức của cô ấy chỉ còn sót lại hình ảnh mờ ảo lúc vừa mở mắt ra. Tuy nhiên, ba lỗ đạn trên cửa xe đã tiết lộ một sự thật rằng trước đó cô đã phải đối mặt với một cuộc tấn công bất ngờ. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì từ phía xa bỗng vang lên tiếng gầm rú của động cơ, theo đó một chiếc ô tô lập tức lao tới. Những viên đạn dày đặc từ trong xe bay ra như vũ bão, người phụ nữ nhanh chóng tránh vào một khu rừng gần đó. Tuy nhiên, những kẻ truy đuổi không chịu bỏ cuộc, chúng đã cử thêm một nhóm người khác. Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của đám người đó, cô ấy đã đi vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó để tạm thời bình tĩnh lại trong lúc tâm trí đang hỗn loạn. Khi lục tìm túi sách của mình, cô ấy tình cờ phát hiện một quyển giấy tờ có in tên mình, Stafai. Thông qua thông tin trên giấy tờ, cô ấy đã biết được danh tính thật sự của mình. Tiếp theo, cô ấy tìm thấy một thẻ phòng khách sạn và lập tức đi đến đó. Stafai không chỉ có kiểu tóc nổi bật mà còn là một người phụ nữ giàu có chính hiệu. Khi gặp gỡ quản lý sảnh, Stafai định tranh thủ tìm cách lấy số phòng. Ai ngờ quản lý lại thông báo rằng toàn bộ tầng thượng đều thuộc về cô ấy. Sau khi Stafai lên tầng thượng, cô đã tìm thấy điện thoại của mình, ảnh hình nên là bức ảnh cô chụp chung với một người đàn ông. Trong lúc đang suy nghĩ, cô ấy bỗng chú ý thấy có tiếng động trong tủ. Vừa mở ra thì thấy một người đàn ông bị trói chặt trong đó. Rõ ràng, người đàn ông này lập tức nhận ra cô và bắt đầu bật chế độ mỏ hỗn. Stafai đã túm cổ nhấc ông ta lên và hỏi người đàn ông trong bức ảnh là ai. Trong khi vật lộn, người đàn ông đã thoát được khỏi dây trói và thế là cả hai lập tức lao vào một cuộc chiến dữ dội. Dù ký ức mờ nhạt, nhưng kỹ năng chiến đấu của Stafai dường như đã trở thành bản năng. Cô ấy dễ dàng đánh bại được ông ta trong phút mốt. Sau khi chịu một trận đòn, người đàn ông đã chịu cung cấp danh tính và địa chỉ của người đàn ông trong bức ảnh, sau đó cầu xin Stafai tha mạng cho mình. Tuy nhiên, Stafai không phải là dạng dễ chọc, cô lạnh lùng xoay cổ ông ta một phát, nhẹ nhàng tiễn ông ta sang Tây Phương Cực Lạc. Sau đó, Stafai đến một câu lạc bộ đêm, nhưng người đàn ông trong bức ảnh cũng là người mà cô từng thân thiết, lại có ý định tấn công cô. Hóa ra, vì dây chờ trong bức ảnh, cô đã từng phản bội anh ta. Stafai đã sử dụng khả năng của mình để giải quyết hàng loạt mối nguy hiểm ập đến, sau đó mang theo bức ảnh của dây chờ, bắt đầu hành trình tìm kiếm bản thân. Nếu muốn lấy lại ký ức, trước hết cô ấy cần tìm được dây chờ. Cuộc khám phá này biết đâu đó sẽ tiết lộ mọi bí ẩn trong quá khứ của cô. Về phần đích, mặc dù dây chờ không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra, nhưng cô cứ luôn cảm thấy trong lòng một điềm báo không lành. Sức mạnh bóng tối dường như lại bắt đầu trỗi dậy. Sau khi trải qua một loạt hành trình, đích cuối cùng cũng tìm thấy bạn mình, Don. Tuy nhiên, anh lại bắt gặp phải ánh mắt lạnh lùng từ bạn trai của Don, Hanh Ho. Hóa ra, đích sở hữu một sức mạnh bí ẩn phi thường và thân phận trong quá khứ của anh là Robin, nổi tiếng với việc trừng trị những bậc cha mẹ vô trách nhiệm và ngược đãi con cái. Điều gây sốc hơn nữa là đích và Hanh Ho không chỉ là đối thủ trong tình yêu mà hai người còn từng kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau. Tuy nhiên, khi đang ở trong thời kỳ hoàng kim đó, đích đã chọn rời khỏi đội để trở thành một cảnh sát nhằm bảo vệ công lý bằng một cách thức khiêm tốn hơn. Lần này, đích đến để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Don và bạn trai cô. Lòng anh đầy áy náy và để lại một khoản tiền như một lời xin lỗi, nhưng không ngờ lại bị dây chờ tình cờ phát hiện. Biết rằng đích có thể đã bỏ rơi mình, dây chờ vô cùng đau khổ, cô một mình lên sân thượng. Khi phát hiện cô gái đã không còn, đích và bạn anh cũng đã chạy ngay đến sân thượng, nhưng cả nhóm không hề biết rằng mối nguy hiểm đang lặng lẽ ập đến. Hình bóng kỳ lạ của một gia đình bốn người bỗng xuất hiện, Hanh Ho muốn tiến lên chào hỏi nhưng lại bị một cú đá mạnh hất văng xuống đất. Hành động của những người này rất bất thường, hơn nữa bọn họ còn có võ công cao cường, khiến cả ba người phối hợp lại cũng không phải đối thủ. Kết quả là Don và Hanh Ho, một người bị dây thừng xiết cổ, người còn lại bị đẩy xuống mái nhà, mà dây chờ thì cũng bị bắt cóc. Lúc này, Stafai đang ngồi trong xe bình tĩnh quan sát mọi thứ. Sáng hôm sau, Stafai theo dõi những người đó đến một trạm xăng, sau đó không chút do dự cho những kẻ bắt cóc dây chờ tắm trong biển lửa. Sau đó, khi Stafai bị mất ký ức gặp dây chờ, cô ấy đã hỏi ngay về danh tính của dây chờ, khiến dây chờ cảm thấy hoang mang không biết phải làm gì. Suy cho cùng, trước đó dây chờ chỉ là một cô học sinh trung học vô cùng bình thường. Khi vợ của kẻ sát thủ đến hiện trường, chỉ thấy một thi thể nằm trên mặt đất, còn mục tiêu bọn của họ thì đã trốn thoát. Lần này, dây chờ may mắn được Stafai cứu thoát nên mới tránh được thảm kịch xảy ra. Không lâu sau, phía cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo cháy từ trạm xăng. Khi biết rằng dây chờ có mặt ở hiện trường, đích lập tức đến nơi ngay lập tức. Tận dụng chức vụ của mình, anh đã lấy được đoạn video giám sát của trạm xăng và đúng như mong đợi, trong video quả nhiên có sự xuất hiện dây chờ.
Mặc dù anh không quen biết Stafai, nhưng đây ít nhất cũng là một manh mối quan trọng. Sau đó, Dick phóng to hình ảnh từ camera và xác nhận được biển số xe mà Stafai lái, rồi nhờ vào hệ thống theo dõi của Batman, anh đã định vị được vị trí của chiếc xe đó. Cùng lúc đó, Jaeger đang ngồi ở ghế phụ lái, trong lòng nghĩ rằng người phụ nữ tóc đỏ có vẻ không đáng tin cậy vì cô ta thậm chí còn không rõ danh tính của chính mình. Jaeger cố gắng dùng khả năng đọc tâm trí để tìm hiểu thông tin về Stafai, nhưng kỹ năng mà cô thường sử dụng hiệu quả lại vô tác dụng khi đối mặt với Stafai. Vì vậy, Jaeger đã hỏi Stafai cô rốt cuộc là ai. Đối phương đưa cho cô một bức ảnh làm câu trả lời, đó là manh mối duy nhất mà họ đang có. Trong bức ảnh, Jaeger vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh chụp cùng mẹ và một nữ tu, ở mặt sau có viết địa chỉ của một tu viện. Thế là cả hai lập tức sử dụng định vị để đến địa chỉ đó. Khi đến nơi, nữ tu mở cửa không hề tỏ ra ngạc nhiên, có vẻ như đã quen biết Stafai từ trước. Tuy nhiên, khi thấy Jaeger đã lớn, nữ tu tỏ ra vô cùng bất ngờ. Hóa ra, một năm trước, Stafai đã đến đây để tìm kiếm tung tích của Jaeger và cảnh báo rằng môi trường mà cô đang ở rất nguy hiểm, sau đó đã lặng lẽ rời đi. Khi Jaeger chào đời, chính là nữ tu đang ở trước mặt họ này đã đỡ đẻ cho cô. Theo lời của nữ tu, mẹ của Jaeger đã chọn sinh con tại tu viện để bảo vệ cô. Tuy nhiên, khi Jaeger hỏi tại sao cô cần được bảo vệ, nữ tu này lại im lặng, như thể sợ phải nhắc đến điều gì đó đáng sợ. Lúc này, Stafai lấy ra một chiếc chìa khóa từ túi và hỏi nữ tu có biết đó là chìa khóa của cái gì không. Nữ tu ngay lập tức nhận ra đó là chìa khóa của tủ đồ tại sân trượt băng gần đó. Sau đó, Stafai đã dẫn Jaeger đến sân trượt băng. Dựa vào số trên chìa khóa, họ nhanh chóng tìm thấy tủ đồ của mình. Khi mở tủ ra, bên trong chỉ có một phong bì, trong đó là một chiếc chìa khóa kho. Tất cả những điều này như một câu đố chờ được giải đáp. Tại sân trượt băng, Jaeger đã kết bạn với một chàng trai tóc xanh tên là Ga khi họ đang chơi game. Trong khi đó, sự xuất hiện của Dick đã phá vỡ sự yên tĩnh này. Anh nhận ra Stafai với mái tóc đỏ này là ai. Nhưng phản ứng của Jaeger lại là lạnh nhạt và kháng cự, như thể cô vẫn chìm đắm trong nỗi đau khi bị bỏ rơi. Dick cảm thấy bất lực và thất vọng vì anh đã hiểu lầm Jaeger, tưởng rằng cô chỉ gặp một số rắc rối nhỏ và cần tạm thời lẩn tránh. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, những bí mật ẩn giấu sau lưng Jaeger đang dần lộ diện. Lúc này, nhiệm vụ hàng đầu là tìm một nơi an toàn, nhưng Jaeger đã không còn tin tưởng Dick và quyết định đi cùng Stafai để bắt đầu một hành trình không xác định. Đối diện với quyết định của Jaeger, lập trường của Dick rất kiên định, anh hiểu rằng Stafai là một nhân vật nguy hiểm, là một kẻ bị truy nã vì tội giết người và phóng hỏa. Tuy nhiên, cảm xúc của Jaeger bỗng trở nên mất kiểm soát, một tiếng thét giận dữ đã làm vỡ toàn bộ kính xung quanh. Cô kiên quyết tuyên bố sẽ trở về tu viện. Dick nhanh chóng hành động, mặc dù trong lòng đầy bàng hoàng, nhưng anh vẫn đưa Jaeger trở lại tu viện. Tại tu viện, tâm trạng của Jaeger vẫn chưa ổn định. Dick quyết định tìm gặp nữ tu để tìm hiểu về quá khứ của Jaeger. Tuy nhiên, Stafai đã nhân cơ hội đánh cắp chiếc xe của Dick. Chẳng lâu sau cô ấy đã tìm thấy nhà kho thuộc về chiếc chìa khóa đó. Trong kho, Stafai phát hiện ra rất nhiều thông tin về Jaeger. Sau đó Dick thông qua hệ thống định vị của chiếc xe cũng đã đến được đây. Trong quá trình điều tra tài liệu trong kho, cả hai đã sốc trước một sự thật đáng kinh ngạc, đó là mỗi năm vào ngày sinh nhật của Jaeger, số lượng người chết trên toàn cầu sẽ tăng đáng kể, thậm chí cao hơn bình thường đến 200.000 người. Điều càng khiến họ lo lắng là trong ghi chép của Stafai có thông tin rằng Jaeger là kẻ hủy diệt thế giới. Khi họ đang cố gắng tìm hiểu tất cả mọi thứ, một tiếng nổ bất ngờ đã phá vỡ sự yên tĩnh, làm cho nhà kho rung lắc dữ dội. Cả hai vội vàng chạy ra ngoài và ngạc nhiên phát hiện rằng địa điểm phát nổ chính là tu viện. Tình hình trở nên nghiêm trọng, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Trong lúc Dick đuổi theo Stafai, nữ tu đã đặc biệt mang cho Jaeger một tách trà nóng. Không ngờ rằng, sau khi uống xong, Jaeger đã rơi vào giấc ngủ say. Khi cô tỉnh dậy, phát hiện mình đã nằm trên cáng và được các nữ tu đưa xuống tầng hầm của tu viện. Viện trưởng giải thích rằng họ không đủ sức mạnh để bảo vệ cô, vì vậy đã đưa cô đến đây để đề phòng bất trắc. Đối diện với ý định nhốt mình của viện trưởng, Jaeger cảm thấy hoảng sợ và cố gắng kêu gọi nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Nhận ra nỗi sợ hãi của cô, nhân cách đen tối bên trong Jaeger lại xuất hiện, nó cố gắng thuyết phục cô chấp nhận sức mạnh của mình. Một khi có sức mạnh, cô sẽ có thể thoát khỏi sự giam cầm này. Nhưng Jaeger kiên vẫn quyết từ chối, cô cầm chiếc ghế bên cạnh đập vỡ tấm gương. Dù vậy, nhân cách đen tối kia vẫn tiếp tục gây áp lực, nó liên tục liệt kê những người thân và bạn bè đã bị thương vì cô, hòng cố gắng làm suy yếu hàng phòng thủ của Jaeger. Ý thức của Jaeger dần trở nên mơ hồ, khả năng của cô cũng dần mất kiểm soát. Những mảnh kính vỡ trên tường cùng với nhân cách đen tối không ngừng bay lượn xung quanh hòng kích thích cô. Cuối cùng, cô không thể chịu đựng nữa, liền phát ra một tiếng thét lớn đinh tai nhức óc, phá vỡ một lỗ hổng trên tu viện. Khi lấy lại bình tĩnh, Jaeger sợ hãi chạy vào rừng. Khi Dick và Stafai trở lại, họ chỉ thấy một tu viện hỗn loạn, viện trưởng bị thương nặng, miệng cứ liên tục nói đã quá muộn rồi. Ở một nơi khác, Jaeger khi ở trong rừng đã gặp một con hổ màu xanh lá. Con hổ này dường như nhận ra cô, nó ẩn nấp sau một cái cây, sau một tràng âm thanh khớp xương lạo xạo vang lên, nó đã biến thành hình người. Con hổ chính là Ga mà trước đây cô quen trong sân trượt băng. Sau đó, cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ trong một ngôi nhà gỗ trong rừng, bởi họ đều có siêu năng lực và không có sự thù địch với nhau, thành ra nói chuyện rất hợp cả. Đột nhiên, tiếng súng đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, thì ra có một con hươu bị thợ săn bắn trúng. Jaeger chạy đến hiện trường để ngăn thợ săn làm tổn thương con hươu con, còn Ga thì hóa thân thành hổ đứng sau lưng họ. Trong lúc hoảng loạn, thợ săn đã vô tình bắn trúng đồng đội của mình, cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Jaeger cúi xuống an ủi con hươu con, nhưng tiếc rằng nó đã không còn hy vọng sống. Cô cảm thấy rất buồn, sau đó liền đi theo Ga rời khỏi nơi đó. Nhưng có một điều cô không biết là nơi mà cô đã vuốt ve con hươu con đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường,
và con hươu đã chết cũng bỗng dưng sống lại một cách kỳ diệu. Sau đó dây chờ đã theo Ga đến một biệt thự, nơi này có rất nhiều nhân vật dị hợm. Ví dụ như có một người máy chỉ còn lại bộ não, hay một đầu bếp toàn thân quấn băng và một người phụ nữ có thể biến thành khối u bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Dick đã đến đồn cảnh sát để truy tìm dấu vết của dây chờ. Cảnh sát cho biết, vào sáng sớm, đã có người chứng kiến một con hổ màu xanh lá và một cô gái tóc xanh trong rừng. Nghe tin này, Dick nhanh chóng hành động, lái xe đến địa điểm phát hiện. Lúc này, dây chờ đang chìm đắm trong một bữa tiệc ẩm thực thịnh soạn. Tuy nhiên, trong khi người phụ nữ ngồi đối diện đang ăn uống ngon lành, cơ thể cô ấy bỗng bắt đầu biến đổi ngoài tầm kiểm soát. Đối mặt với sự thay đổi đột ngột đó, người phụ nữ có vẻ khá gượng gạo. Chỉ sợ làm dây chờ hoảng sợ, nhưng dây chờ lại là một người tốt bụng, cô đã nhẹ nhàng an ủi cô ấy, điều này khiến người phụ nữ cảm thấy yên tâm hơn. Đúng lúc này, cánh cửa của biệt thự từ từ mở ra, người lãnh đạo đã trở về. Người này chính là người đã cứu giúp của họ, cũng là người đã ban cho họ cuộc sống mới. Lần này ông ta đến có mang theo một thành viên mới, nhưng thành viên này lại gặp phải chuyện bất hạnh. Cô ấy bị bỏng do nitơ lỏng nổ, toàn bộ cơ thể bị đông cứng ở nhiệt độ thấp. Để ổn định nhiệt độ cơ thể của cô ấy, người lãnh đạo đã cố gắng sử dụng huyết thanh nhưng không đạt được hiệu quả. Nhiệt độ xung quanh vẫn tiếp tục giảm, tính mạng của người phụ nữ đang rất nguy cấp. Tại thời điểm đứng giữa ranh giới sinh tử, dây chờ đã đứng ra, chỉ thấy cô nắm chặt tay người phụ nữ, huy động sức mạnh đen tối tiềm ẩn trong cơ thể. Cảm xúc kích động của cô ấy ngay lập tức lắng xuống và nhiệt độ cơ thể cũng dần hồi phục bình thường. Tuy nhiên, sức mạnh của dây chờ đã thu hút sự chú ý của người lãnh đạo. Ông ta giả vờ lấy cái cớ sẽ giúp dây chờ giải quyết sức mạnh trong cơ thể cô để trói cô lại trên giường. Nhưng thực chất là người lãnh đạo muốn mổ xẻ nghiên cứu cô. Để bảo vệ dây chờ, Ga đã cố gắng tấn công nhưng không may bị người lãnh đạo tiêm thuốc mê, khiến anh ngay lập tức ngất xỉu và ngã xuống đất. Thấy Ga bị thương, nhân cách đen tối trong dây chờ lại một lần nữa bị kích thích, cô tuyên bố phải cho người này biết tay. Chỉ thấy từ miệng dây chờ bỗng phun ra một luồng khói đen, nó như một bóng ma trong màn đêm, khóa chặt người lãnh đạo trên không trung. Cùng lúc đó, Dick và Starfire cũng đã đến nơi. Trong biệt thự, một kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện và lao vào tấn công hai người một cách dữ dội. Starfire đã đảm nhận vai trò che chắn, dùng ánh sáng của mình để chống lại kẻ thù. Trong khi đó, Dick nhờ vào sự nhạy bén của mình để tránh né các đòn tấn công và lần theo âm thanh để đến được tầng hầm. Lúc này, dây chờ đã đánh bại người lãnh đạo, nhưng nội tâm trong cô lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát vì sức mạnh đã giải phóng. Vô số làn khói đen dày đặc cuốn chặt lấy dây chờ như một cơn lốc xoáy. Ngay lúc đó, Dick không màng đến an nguy của bản thân, lập tức lao lên cố gắng đánh thức lý trí đang ngủ say trong dây chờ. Dưới sự khuyến khích của anh, cô gái đã dần dần tìm lại được bản thân và hồi phục từ cơn cuồng loạn. Khi sức mạnh bóng tối tan biến, Ga cũng cùng họ rời khỏi biệt thự. Không lâu sau, Dick đã theo hướng dẫn của kẻ sát thủ để tìm kiếm kẻ đứng sau thao túng tất cả. Tuy nhiên, khi anh đặt chân vào ngưỡng cửa của tòa nhà đó, tổ chức đã giăng lưới để chuẩn bị giết chết ông lão. May mắn thay, Dick với tư cách là một Robin xuất sắc đã tránh được nhiều đòn tấn công. Nhưng sau đó, do kiệt sức, anh đã không còn khả năng chống đỡ. Ngay lúc đó, một quả pháo khói phá vỡ bầu không khí, cùng với đó là một bóng hình trẻ tuổi mặc áo choàng chiến đấu xuất hiện. Đó chính là thành viên của đội Dick trước đây, cũng chính là người đã tiếp nhận nhiệm vụ của Dick và trở thành Robin thế hệ thứ hai. Pha cứu viện kịp thời này không chỉ cứu được Dick mà còn giúp họ dễ dàng bắt giữ ông lão và đưa được ông ta vào ngôi nhà an toàn do Batman xây dựng. Sau đó, Starfire và những người khác cũng nhận được tin và vội vàng đến đây. Mặc dù họ đã thẩm vấn ông lão nhiều lần, nhưng ông ta khẳng định sẽ quyết không mở miệng nếu chưa gặp được dây chờ. Trong tình thế bế tắc, Dick đành phải để dây chờ đi hỏi han mọi chuyện. Khi ông lão nhìn thấy dây chờ, ánh mắt ông ta như bùng cháy lên một ngọn lửa mãnh liệt. Ông ta thừa nhận mình đã từng tận lực làm việc cho cha của dây chờ, đồng thời nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của dây chờ trên trái đất không phải để hủy diệt mà là để chữa lành thế giới. Ông ta tự tin nói mình có thể chứng minh điều này, vừa nói xong thì dây chờ bị cảnh tượng này làm cho sợ hết hồn hết vía, cô hoảng loạn ấn chặt vào vết thương của ông ta, hy vọng có thể ngăn chặn dòng máu đang không ngừng trào ra. Điều kỳ diệu là, vết thương của ông lão bất ngờ được chữa lành ngay lập tức. Bây giờ dây chờ mới nhận ra rằng mình sở hữu khả năng chữa lành vết thương. Cô không dám tin vào mắt mình, cứ mãi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Từ đó có thể thấy, ông lão đã biết trước được lai lịch của cô. Đối mặt với tình huống này, Dick và Starfire ngay lập tức bắt đầu thương thảo với ông lão, nhưng họ vẫn không cay miệng được ông ta bất cứ thông tin nào về cha của dây chờ. Thay vào đó, họ đã vô tình biết được rằng mẹ của dây chờ là Azela vẫn còn sống. Hóa ra, Azela đã bị ông lão giam giữ trong một bệnh viện tâm thần vì bà ấy đã ngăn cản dây chờ gặp cha mình. Dick đã thông báo tin tức này cho dây chờ. Khi biết rằng mẹ mình vẫn còn trên đời, dây chờ lập tức quyết định đến để cứu mẹ. Tuy nhiên, Dick kiên quyết không cho phép cô hành động thiếu thận trọng vì lo sợ rằng đó có thể là một cái bẫy. Cuộc tranh cãi giữa hai người cuối cùng đã dẫn đến một cuộc cãi vã gay gắt. Trong khi Dick và Starfire nghiên cứu sơ đồ của bệnh viện tâm thần và lập kế hoạch hành động chi tiết, thì dây chờ đã âm thầm cùng Ga lên đường để cứu mẹ. Thật không may, họ vừa đến cửa bệnh viện thì bị lính canh dùng điện để chế ngự. Rõ ràng, đây chính là cái bẫy mà kẻ thù đã giăng ra. Khi Dick phát hiện dây chờ mất tích, anh nhanh chóng cùng Starfire đuổi theo. Tuy nhiên, kẻ thù đã dùng Ga đang trong tình trạng hôn mê làm con tin, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Starfire chuẩn bị tấn công, nhưng xung quanh đầy dãy ống dẫn khí Ga trở thành mối nguy hiểm chết người. Nếu sử dụng đòn tấn công bằng lửa, hậu quả sẽ rất khó lường. Cuối cùng, Dick và Starfire đều bị bắt làm con tin. Ở một bên khác, dây chờ vừa tỉnh dậy từ ghế sofa thì phát hiện ông lão đang ngồi đối diện mình. Rõ ràng đây là một âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng, không chỉ muốn bắt cóc dây chờ mà còn muốn bắt giữ cả ba người bạn của cô. Ga bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, liên tục bị điện giật để kiểm tra siêu năng lực của mình, trong khi Dick thì bị trói chặt và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Còn Starfire,
Với khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời và phát ra ngọn lửa nóng bỏng, cô thường có thể tự do sử dụng sức mạnh miễn là mặt trời chưa lặn. Nhưng bây giờ, cô bị mắc kẹt trong một chiếc lồng tối tăm, không thể hấp thụ năng lượng mặt trời, khiến năng lượng của cô dần dần cạn kiệt. Một nữ hoàng bất khả chiến bại như Starfire cuối cùng lại bị đặt lên bàn phẫu thuật. Đối phương có vẻ vô cùng hứng thú với siêu năng lực của cô ấy, thậm chí bọn họ còn lên kế hoạch mổ xẻ để nghiên cứu sâu hơn về siêu năng lực ấy. Trong khi đó, ông lão vẫn đang thuyết phục dây chờ gia nhập đội ngũ của bọn họ để triệu hồi cha của dây chờ trở về. Không chỉ vậy, ông ta còn dùng các hình ảnh giám sát các bạn của dây chờ như một con bài để đe dọa cô. Kể từ khi mẹ nuôi qua đời, dây chờ đã rơi vào một vực thẳm. Các bạn của cô là giới hạn mà cô không thể chấp nhận bị xâm phạm. Khi ông lão dám ra lệnh làm tổn thương các bạn của cô, thì ông ta xứng đáng phải trả giá. Tôi sẽ lấy lại mạng sống mà tôi đã cho ông. Dây chờ đã tự tay giải quyết ông lão và thông qua máy tính của ông ta tìm được vị trí của các bạn. Sau đó cô nhanh chóng tìm thấy ga. Ngay khi dây chờ mở lồng để thả ga ra ngoài, một nhóm nghiên cứu viên cầm vũ khí đột nhiên xuất hiện. Nhưng nào ngờ ga đã lặng lẽ biến thành một con hổ hung dữ, xuất hiện bất thình lình sau lưng những người đó, sau đó lao vào và tấn công họ một cách tàn nhẫn. Đây cũng GLA lần đầu tiên ga giết người. Có được sự đồng hành trợ giúp của ga, chẳng mấy chốc dây chờ đã tìm thấy mẹ mình là Azela, người đã bị giam giữ suốt hơn 10 năm trong viện tâm thần. Lúc này, Azela đã bị xem như một kẻ điên và phải chịu đựng sự giam giữ lâu dài. Khi dây chờ đến thăm phòng bệnh của mẹ, cô phát hiện Azela không tin tưởng cô, nghi ngờ cô là kẻ đến để thu thập thông tin. Dây chờ lập tức cởi bỏ áo khoác, để lộ hình xăm quạ trên lưng tượng trưng cho thân tính của mình. Azela thấy thế ngay lập tức nhận ra con gái của mình. Sau khi giải cứu được mẹ, hai mẹ con đã hợp tác để cứu đích. Ngay sau đó, họ vội vàng chạy đến chỗ Starfire. Lúc này, các nhà nghiên cứu đang tiến hành mổ xẻ Starfire bất ngờ phát hiện ra khả năng tự chữa lành của cô ấy. Khi bọn họ chuẩn bị cắt một ngón tay của Starfire, một nhóm người đã xông vào hiện trường. Đích chỉ dùng 3 cú đấm đã hạ gục các nhà nghiên cứu, còn Ga thì nhanh chóng tiến lên, rút ống dẫn ra khỏi dạ dày của Starfire, sau đó tất cả mọi người lập tức trốn thoát khỏi đó. Trong quá trình chạy trốn, họ đã gặp phải sự cản trở của nhân viên bảo vệ. Mặc dù Đích bị thương nặng, nhưng giải quyết mấy tên Tepsil này thì với anh chỉ là chuyện muỗi. Cuối cùng, một tiếng nổ bất chợt vang lên, toàn bộ bệnh viện tâm thần bị đã xóa sổ san bằng. Starfire từ từ bước ra khỏi đống đổ nát, thì ra vụ nổ này là chính cô ấy đã kích nổ. Ngày hôm sau khi cùng nhau ăn sáng, cả nhóm đã chia tay nhau. Starfire và Ga không có nơi nào để đi nên đã theo dây chờ trở về nhà cũ của Azela. Còn Dick đã tìm được người bạn thời thơ ấu, Donner. Cô gái này là học trò của Wonder Woman và có khả năng chiến đấu rất dì và này nọ. Khi hai người đang trò chuyện, Donner tình cờ nhìn thấy một bức ảnh trong điện thoại của Dick. Đó là tài liệu mà Starfire đã thu thập trước khi mất trí nhớ. Là một ngôn ngữ phát sinh từ tiếng Sumer, một ngôn ngữ đã biến mất khỏi lịch sử trái đất hàng trăm năm trước. Cùng lúc đó, khi Starfire và mọi người đang ở trên tàu hỏa, những mảnh hồi ức rời rạc bỗng dần dần tập hợp lại. Sau cú sốc ở bệnh viện tâm thần, ký ức của Starfire bắt đầu hồi phục. Khi họ đến ngôi nhà cũ của Azela, dây chờ nhẹ bé nhận ra sự bất thường của Starfire. Cô đã chủ động đề xuất sử dụng khả năng của mình để giúp Starfire tìm lại những ký ức đã bị lãng quên. Ở đầu bên kia, Dick và Donner đang vội vã đến nơi. Hóa ra, Donner đã dịch nội dung trong bức ảnh, tiết lộ một mối nguy cơ đáng lo ngại. Đó là nhiệm vụ của Starfire là xác nhận danh tính của dây chờ và cuối cùng sẽ tiêu diệt cô. Khi dây chờ đang hồi phục ký ức cho Starfire, hàng loạt mảnh ký ức ùa về. Starfire ngây người một lúc rồi ánh mắt chợt hiện lên một màu xanh lá. Cô ấy bỗng túm chặt cơ thể dây chờ, Ga cố gắng can thiệp, nhưng Starfire dường như rơi vào một trạng thái đặc biệt, hoàn toàn đánh mất đi bản thân. Khi Starfire chuẩn bị tấn công dây chờ, thì nữ siêu anh hùng Donner đã kịp thời can thiệp. Cô ấy lập tức ném sợi dây lasso thần thánh, trói chặt Starfire và hạ gục cô ấy xuống đất. Khi Starfire tỉnh lại lần nữa, cô ấy hoàn toàn không nhớ gì về những gì đã xảy ra trước đó. Azela lập tức ra lệnh đuổi Starfire đi, khiến cô ấy cảm thấy vô cùng hối hận. Mặc dù trong đầu cô ấy vẫn còn đầy những mảnh ký ức rời rạc, nhưng cô ấy muốn khám phá một vấn đề khó hiểu. Đó là tại sao trong tiềm thức của mình, cô ấy lại muốn giết một cô gái mà mình yêu quý. Để điều tra động cơ thật sự đứng sau việc muốn giết dây chờ, Starfire, Dick và Donner đã đến một kho hàng trong ký ức của Starfire. Họ không chút do dự bước vào bên trong. Khi ánh sáng rút đi, một chiếc tàu không gian từ từ hiện ra trên nền đất trống. Chiếc tàu dường như cảm nhận được sự trở về của chủ nhân, cánh cửa từ từ mở ra, cầu thang từ từ hạ xuống. Tất cả bọn họ thấy thế liền nhanh chóng bước vào tàu. Lúc này, ký ức của Starfire như thủy triều dâng trào. Thì ra cô ấy đến từ một hành tinh có tên là Tamaran. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một cuốn sách tiên tri có tên là Cái Chớp của Thế Giới, trong đó đề cập rằng trừ khi dây chờ chết, nếu không hành tinh Tamaran sẽ đi đến bước đường diệt vong. Dick cảm thấy bối rối vì dây chờ là người tốt bụng, khó mà tin rằng cô sẽ làm điều như vậy. Starfire giải thích rằng kẻ gây ra mọi tội ác không phải là dây chờ, mà là một cá thể được triệu hồi từ một chiều không gian khác nhiều năm trước, được gọi là Dragon. Kẻ này từng bị trục xuất sau khi gây ra sự hủy diệt cho một thế giới nào đó, nhưng trong quá trình đó hắn đã để lại một người con gái, chính là dây chờ trên trái đất. Dây chờ trở thành chiếc neo cho Dragon trên trái đất, chỉ cần cô triệu hồi, Dragon có thể vượt qua các chiều không gian và một lần nữa phá hủy thế giới này. Tuy nhiên, Donner đã phát hiện ra một vấn đề bí ẩn hơn trong cuốn sách. Nếu đây thực sự là kế hoạch của Dragon, thì người thứ ba trong cuốn sách là ai? Rõ ràng, người đó là mẹ của dây chờ. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có vẻ hài hòa, không có dấu hiệu nào cho thấy họ có sự bất đồng. Nhưng khi sự thật dần dần được hé lộ, Azela mới chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Tất cả những gì bà ta làm đều nhằm mục đích dẫn dụ dây chờ triệu hồi chồng mình.
Quả nhiên không sai, lúc này tại nhà của Azela đang diễn ra một cuộc chiến căng thẳng gay go. Bà ta nhanh chóng hành động, đầu tiên là tấn công Ga, sau khi Ga bị trúng độc thì bắt đầu rơi vào trạng thái ảo giác. Điều gây sốc hơn là, người nghiên cứu mà anh ấy đã tận tay giết chết trước đó lại hiện ra như một bóng ma ở cửa. Tình hình trở nên nghiêm trọng, khi màn đêm buông xuống, Ga cuối cùng cũng không thể chịu đựng được cơn đau đớn. Azela nhân cơ hội cầu xin dây chờ sử dụng sức mạnh chữa lành của mình, hy vọng có thể cứu sống Ga. Tuy nhiên, khả năng của cô không mang lại hiệu quả như mong đợi, mà còn làm tăng tốc độ sang thế giới bên kia của Ga. Cùng lúc đó, Dick và những người khác đang trên đường trở về nhà của Azela. Nhìn thấy Ga sắp chết, dây chờ cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Ngay lúc này, Azela bỗng đề xuất một ý kiến, khuyên dây chờ triệu hồi cha của cô, vì sức mạnh của ông ta chắc chắn sẽ cứu Ga khỏi tình huống nguy cấp. Nhưng dây chờ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, trong lòng cô trào dâng một nỗi lo âu. Nhưng cô không thể dương mắt đứng nhìn Ga tiến gần đến cái chết, thế là cô đã kích hoạt sức mạnh đen tối ẩn chứa trong cơ thể mình. Nhờ vào một chiếc gương, cô triệu hồi cha của mình là Chegon từ một chiều không gian khác đến thế giới của mình. Chegon quả thật không phụ lòng mong đợi, ông ta đã sử dụng sức mạnh của mình để kéo Ga khỏi bờ vực cái chết. Khi cô lần đầu tiên gặp cha, dây chờ không khỏi xúc động và ôm chặt lấy ông ta. Lúc này, Dick và những người khác cũng đã kịp thời trở lại. Chegon vừa mới xuyên qua chiều không gian mới nên sức mạnh của ông ta vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, vì vậy ông ta đã tạo ra một vòng chắn xung quanh ngôi nhà. Cảm nhận được ba người đang đến gần, ông ta đã xé toạc vòng chắn để cho Dick vào, còn những người khác bị chặn lại bên ngoài. Azela muốn Chegon bắt đầu nuốt chửng toàn bộ thế giới, nhưng ông ta lại nói rằng sẽ chờ đến khi trái tim của con gái tan vỡ thì ông ta mới hành động. Sau khi Dick vào trong vòng chắn, anh đã bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh của Chegon, những ý nghĩ xấu xa ẩn sâu trong lòng bị phóng đại vô hạn. Nhìn thấy Dick trở nên xa lạ, dây chờ cảm thấy đau lòng vô cùng. Cô cố gắng giải thoát cho Dick nhưng hoàn toàn không thể chống lại cha mình. Đến lúc này, dây chờ mới nhận ra rằng mẹ mình đã lợi dụng cô để đạt được mục đích. Trong khi đó, Starfire lo lắng vô cùng, cố gắng phá vỡ vòng chắn nhưng chỉ thu được hiệu quả rất thấp. Don và những người khác cũng tham gia vào cuộc chiến. Thấy mọi người vội vã tìm đến cái chết như vậy, Chegon không ngần ngại mở vòng chắn để tất cả bọn họ cùng rơi vào trong những ý nghĩ xấu xa trong lòng mình. Dây chờ nhìn bạn bè của mình dần mất đi bản ngã thì lòng đầy phẫn nộ. Khi thấy thời cơ đã đến, Chegon lập tức moi tim của con gái ra, trái tim đang đập tức khắc biến thành một viên pha lê đỏ rực rỡ. Còn ông ta cũng hoàn toàn phục hồi sức mạnh, trở về hình dáng thật của quỷ Satan. Sau đó, ông ta gắn viên đá quý vào giữa trán của dây chờ giúp cô hồi sinh trở lại. Lúc này, cô không chỉ sở hữu sức mạnh ngang tầm với cha mà còn hoàn toàn thức tỉnh năng lực của mình. Tiếp theo, Chegon đi ra ngoài, tiện thể tàn nhẫn bóp cổ mẹ của dây chờ như bóp cổ gà. Trong mắt ông ta, loài người không xứng đáng đứng bên cạnh mình. Sau khi hoàn tất loạt hành động này, ông ta bắt đầu nuốt chửng trái đất. Phàm là nơi ông ta đi qua, cây cối lập tức héo rũ, biến thành một vùng đất chết chóc. Tất cả mọi người đều bị Chegon kiểm soát. May mắn thay, Ga vẫn còn sống. Anh đã biến hình thành một con rắn, đến bên dây chờ và dùng lời nói để đánh thức ý thức của cô. Khi dây chờ tỉnh lại, cô lập tức dùng sức mạnh của mình để đánh thức Dick rồi cùng mọi người đi ra ngoài. Sau đó dây chờ gọi cha mình lại, rồi giải phóng sức mạnh bóng tối trong cơ thể. Chegon cố gắng can thiệp, nhưng lúc này, sức mạnh của dây chờ đã ngang cơ với cha. Sau một trận giao tranh dữ dội, Chegon đã bị đuổi trở về thế giới của ông ta. Khi xung đột kết thúc, mọi người đều hồi phục lại ý thức của mình. Dick giang tay ôm chặt lấy cô gái đã dũng cảm cứu rỗi cả thế giới dây chờ. Câu chuyện mùa đầu tiên của Titan cũng kết thúc tại đây. Liệu Chegon có nuốt chửng được toàn bộ thế giới hay không? Liệu dây chờ có thể khám phá ra bộ mặt thật của cha mẹ mình hay không? Hãy cùng chờ đón những câu trả lời trong phần tiếp theo.